Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối ví và chúng ta có thể là xác minh địa chỉ ví để dán vào cái dự án NotePay đối với những bạn nào sử dụng ở trên điện thoại mà không có máy tính. Thì đầu tiên nhé, chúng ta cần phải chuẩn bị trước tiên là chúng ta sẽ vào đây. Các bạn có thể là nhìn thấy cái app Kiwi Poser này. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào đây để copy cái đường link. Chúng ta sẽ copy cái đường link của cái dự án NotePay nhé. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào trong giao diện ví Web3 của OKX. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đang đăng nhập vào trong cái tài khoản NotePay này đó. Và các bạn sẽ nhấp vào dấu 3 chấm ở góc trên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm cái mục là chia sẻ nhé. Đây, ở đây nó sẽ có cái mục chia sẻ này. Rồi chúng ta sẽ sao chép liên kết này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ thoát ra thì chúng ta sẽ vào ví sàn OKX nhé, vào cái app của OKX này. Nhưng các bạn lưu ý là các bạn có thể là sử dụng ví Phantom này. Phantom là ví này, là ví Solar, hoặc là các bạn có thể là sử dụng ví ở trên Web3 của OKX cũng được. Sau khi mà copy cái link dự án ở trong cái mục Kiwi này thì chúng ta sẽ vào OKX này. Ở trong cái app của OKX thì nó sẽ có một bên là sàn, một bên là ví Web3, thì chúng ta sẽ vào mục ví Web3 này. Các bạn có thể là dán vào cái mục đáp đây nhé, đáp tìm kiếm này. Rồi sau đó thì các bạn nhấn tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận chuyển hướng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục NotePay AI này. Và ở đây thì các bạn sẽ chọn là chế độ máy tính nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn chế độ máy tính. Các bạn có thể zoom màn hình lớn lên và chúng ta sẽ nhấp vào cái mục login ở trên này. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ email đăng ký tài khoản này và mật khẩu chúng ta sẽ điền vào để đăng nhập. Các bạn lưu ý nhé, là khi mà chúng ta dán link vào trong ví Web3 thì chúng ta phải nhấp vào cái mục xác minh là người dùng thật này, là chúng ta phải xác minh xong và điền địa chỉ email và mật khẩu xong chúng ta đăng nhập vào xong thì mới chuyển sang giao diện của máy tính nhé. Còn nếu mà chúng ta vừa mới vào trong ví Web3 mà chúng ta chuyển sang giao diện máy tính luôn thì chúng ta sẽ không thể xác minh được cái mục này. Vừa nãy mình làm mất mấy phút mình không thể vào được, nên là bây giờ mình sẽ phải chuyển sang chế độ là để chế độ bình thường của điện thoại. Chúng ta đăng nhập vào xong sau đó thì sẽ chuyển sang chế độ của máy tính nhé. Như vậy là mình đã đăng nhập được vào trong tài khoản và chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu 3 chấm ở góc dưới này. Và chúng ta sẽ chọn chế độ máy tính này. Rồi ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này. Và các bạn sẽ nhấp vào cái hình hộp quà mà có chữ ơn ở đây và có cái ngọn lửa đây nhé. Rồi tiếp theo thì ở đây nó sẽ có cái mục là verify cái địa chỉ email này. Thì ở đây của mình nó đã tích xanh rồi. Chúng ta sẽ làm tiếp cái mục là connect OneNet đây. Chúng ta sẽ nhấp vào chữ connect này. Đó, và đây thì nó sẽ hiển thị lên cái giao diện của ví Phantom này, hoặc là ví OKX này, hoặc là ví Bitget. Đấy, thì các bạn có thể là chọn một trong ba cái ví này. Ở đây thì mình sẽ chọn Phantom nhé. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nhấp vào dấu tích ở đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào Verify. Và nó sẽ kết nối với ví Phantom này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục xác nhận này. Thì chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào xác nhận. Như vậy là mình đã kết nối ví thành công này. Rồi tiếp theo ở cái mục Confirm này thì chúng ta sẽ nhấp tiếp vào. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cái mục là gửi cái mã code về địa chỉ email, thì chúng ta sẽ nhấp vào mục send email nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào hộp thư email để xem cái mã code hoặc là đường link nó sẽ gửi về đó để chúng ta xác nhận. Các bạn vào trong hộp thư email và chúng ta sẽ nhấp vào Confirm OneNet này. Và tiếp theo thì các bạn có thể là chọn chôm cũng được nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp chỉ một lần này. Đó, và như vậy thì nó sẽ hiển thị lên là ví đã được xác minh. Và chúng ta có thể là quay lại bằng điều khiển, hoặc là chúng ta sẽ nhấp vào mục là
ở bên cái OKX vừa nãy nhé, bên trình duyệt OKX. Khi mà chúng ta vào lại trong tài khoản thì chúng ta nhấp tiếp vào cái dấu ba chấm ở bên dưới này và chọn chế độ máy tính. Và đây thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta đã kết nối ví thành công chưa nhé. Đây, chúng ta sẽ nhấp tiếp vào cái mục ơn này, cái hình hộp quà này nhé. Đấy, các bạn có thể là thấy hiện tại của mình ba cái mục này nó đều tích xanh hết rồi. Xác minh email đã tích xanh này và connect ví đã tích xanh. Đấy, và còn phim đây là mục xác nhận là nó cũng đã tích xanh hết rồi. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn từng bước để chúng ta có thể là thao tác để kết nối địa chỉ ví Sol với lại cái dự án NotePay ở trên điện thoại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.